Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để farm trên cái trang bami.money. Và ở đây KTV sẽ sử dụng cái ví MetaMask. Quý vị có thể sử dụng ví Chớt hoặc ví SafePan đều có thể được. Vì KTV sử dụng máy tính nên sẽ sử dụng cái ví MetaMask. Thì quý vị hãy vào địa chỉ này bami.money. Rồi quý vị chọn vào ứng dụng này. Quý vị có thể vào cái farm này để kiểm tra xem là có các cặp farm nào họ đã cập nhật trên cái trang Bami này. Rồi thì ở đây có các ba cặp, hiện tại có ba cặp, ok chưa? Thì ở đây KTV sẽ chọn cái cặp VNDC USDT đó. Thì hai cái cặp này nó là stablecoin nên là cái độ rủi ro nó sẽ ít hơn. Thì quý vị phải để cái VNDC và USDT ở trong cái ví MetaMask với một cái số lượng nó tương đương nhau. Ok, bây giờ quý vị hãy vào exchange đi. Quý vị lưu ý. Rồi, bây giờ quý vị chọn chain này. Quý vị bắt buộc phải có BLB ở cái ví để làm phí giao dịch. Rồi, ở đây KTV sẽ chọn VNDC này và ô bên trên để nguyên là BLB. Thì KTV sẽ swap một ít BNB sang VNDC để farm. Rồi, đây KTV sẽ nhập số lượng BNB và chuyển nó sang VNDC này. Quý vị chọn swap này. Confirm swap này. Rồi, quý vị confirm để xác nhận này. Quý vị có thể close cái này đi. Ok. Vậy là KTV đã swap một phần BNB sang cái VNDC. Bây giờ KTV đã có USDT để sẵn ở trên cái ví này rồi. Bây giờ quý vị vào farm này. Quý vị chọn Unlock Wallet đi. Quý vị chọn kết nối MetaMask này. Rồi quý vị chọn vào Approve Contract này. Quý vị chọn Confirm. Ok, bây giờ quý vị vào cái stack này. Rồi, bây giờ quý vị vào cái liquidity này. Quý vị chọn add liquidity. Rồi, ô select token này, quý vị chọn là VNDC. VNDC và bên dưới KTV chọn cái cặp VNDC USDT thì KTV sẽ chọn là USDT, ok chưa? Rồi thì vừa nãy là cái USDT KTV, cái VNDC KTV để nó nhiều hơn nên KTV sẽ chọn là cái max ở cái này. Đó. Rồi quý vị bấm vào đây.
không đủ VNDC. Rồi, quý vị cho giảm đi. 4,9 triệu. Quý vị có thể giảm cái này đi để cho nó cân bằng. 180 chẳng hạn này. Một trăm tám mươi tương đương với lại 4,454,000. Rồi quý vị chọn up row này, up row VNDC đi. Confirm để xác nhận này. Rồi quý vị chọn up row USDT. Confirm để xác nhận này. Rồi quý vị chọn submi này. Quý vị chờ. Rồi, quý vị chọn Sunny này. Ok, quý vị confirm Sunny này. Rồi, quý vị chọn confirm để xác nhận này. Ok, bây giờ quý vị vào farm này. Quý vị chọn cái cặp VNDC USDT mà quý vị vừa add nó vào này. Đó, bây giờ quý vị unlock nó đi. Rồi quý vị chọn upload contract này. Quý vị chọn stake luôn. Sau đó quý vị chọn confirm để xác nhận này. Rồi quý vị chọn stake này, chọn max này. Ok, chọn confirm này. Rồi chọn confirm để xác nhận lần nữa này. Rồi nó đang pending, quý vị chờ. Ok rồi đấy. Rồi và quý vị lưu ý này, quý vị farm cái cặp Bami USDT thì cái phí của nó là miễn phí. Còn quý vị farm cái cặp này, các phí của nó upload rồi đồng ý confirm nó sẽ tốn phí đấy. Và quý vị nếu mà quý vị muốn gửi BLB này, USDT, VNDC thì quý vị có thể chuyển từ cái ví VNDC lên cái ví MetaMask và quý vị chọn đúng là cái chain BEP20, cũng như là quý vị sử dụng cái ví MetaMask quý vị phải thêm cái smart chain BEP20 vào cái ví MetaMask. Và ở những video trước KTV cũng đã có chia sẻ rồi. Rồi và KTV xin kết thúc video ở đây. Nếu như quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance hoặc là ví VNDC, quý vị hãy đăng ký dưới link ở video này để ủng hộ KTV.